Sau hàng nhiệt để chờ các bác. Em lại tiếp tục lên sóng cái chiếc nồi cơm trong ngày 12 tháng 3 năm 2020. Đây là một cái chiếc nồi cơm Sania xoài huyền thoại ạ các bác nhá. Nếu các bác nào là người dành về nồi cơm thì các bác biết đây là chiếc nồi cơm Sania xoài huyền thoại luôn, nấu cơm cực ngon ạ, nấu cơm cực ngon các bác nhé. Nè, cái con nồi này của em về thì nó hơi bị ố một chút mặt này, hơi bị ố như vậy nhé, hơi bị ố một chút. Tình trạng hình thức thì còn rất là đẹp, rồi lưng không có móp méo gì cả, rất là mới luôn, Sania rất là mới đẹp, không nứt vỡ gì, ố mất cái mặt này một tí. Và cái gioăng này của nó, gioăng thì vẫn rất là đẹp, nhưng mà nấu thì thỉnh thoảng thôi nhé, thỉnh thoảng xì một tí thôi, còn không ảnh hưởng gì đến chất lượng cả. Nhưng mà em bán hàng có cái đặc tính là tất cả các mặt hàng mà bán ra nó có sao mình phải nói vậy để khách hàng người ta yên tâm mua. Đấy, thoải mái cả hai bên. Thỉnh thoảng các bác đun là sẽ có xì một tí, nhưng mà không ảnh hưởng gì ạ. Con này là cái dòng nồi áp suất, dòng nồi nấu cơm huyền thoại của hãng Sania. Đây nồi 1 lít 8 các bác nhé, quên không nhắc các bác, đây là nồi 1 lít 8 ạ. Tình trạng lòng nồi đẹp tuyệt đối luôn. Lòng nồi đẹp tuyệt đối các bác nhé, không bong chóc chảy xước tí nào. Bên ngoài cũng rất là đẹp. Xoong rất là dày, con này xoong dày khoảng 3-4 ly. Nấu cơm thì cực ngon rồi. Nhưng Sania 1 lít 8 huyền thoại đây gọi là Sania xoài các bác nhé, Sania xoài mặt bằng hình dài. Mọi chức năng tất cả nấu ok hết các bạn. Này, tất cả mọi chức năng nấu ok hết, hoạt động mọi chức năng hoàn hảo. Đấy, mọi chức năng hoàn hảo, hoạt động ok nhé. Đấy, con này nó có hai cái điểm mà em nói với các bác là như vậy. Thì bình thường cái nồi này em bán là suýt 4 triệu đấy, gần 4 triệu, nhưng thanh lý cho các bác luôn. Ngày hôm nay rảnh rỗi được mùa, thanh lý cứ nhặt các cái đồ mà cứ để lâu lâu không đăng lên, giới thiệu các bác. Tất cả các sản phẩm em bán ra thanh lý đều là hoạt động tốt và bảo hành, vẫn bảo hành 6 tháng cho các bác bình thường nhé. Vẫn bảo hành 6 tháng bình thường chứ không phải là không bảo hành ạ. Trên các bác yên tâm mà mua, chứ không phải là hàng thanh lý là hàng lỗi, hàng hỏng ạ, mà là hàng, những cái hàng mà nó có những cái một cái chút gì đó, rồi gọi là khiếm khuyết một chút về các cái hình thức, chút này nọ thôi, thì bán rẻ đi để các bác nào có nhu cầu mà các bác không nặng nề quá về các cái vấn đề hình thức thì các bác mua. Đấy, thì con này em bán thanh lý là 2,5 triệu, Sania xoài 1 lít 8. Đấy, các bạn nào có nhu cầu mua thì các bạn liên hệ nha. Cảm ơn các bạn.